vi trùng nhân lên theo phương, nhiễm trùng giết mổ theo phương trình Elix trên 6 giờ lần sau. Và nhiễm trùng bệnh viện thì vi trùng phát triển theo phương trình Elix trong 72 giờ là sạch. Để trả lời được câu hỏi như này, các bạn phải vượt qua được hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất, một cái nhiễm trùng trên một vết thương thường cần phải được vượt qua ba khái niệm nữa, đó là khái niệm vết thương sạch, vết thương sạch nhiễm và vết thương nhiễm. Trong trường hợp này chúng ta chỉ nói tới vết thương sạch và vết thương sạch nhiễm mà thôi. Nhưng trong cái định nghĩa MOS này ta chỉ lấy vết thương sạch, còn lại vết thương sạch và sạch nhiễm nằm trong một bài khác, đó là bài kháng sinh dự phòng. Thầy sẽ làm một cái kháng sinh dự phòng cho bữa khác. Sáng nay chúng ta làm 5 phút rồi xong cái đề thi này. Như vậy vết thương sạch, các bạn tưởng tượng người ta đang mổ và các bạn đi vô nhà mổ, các bạn ló cái đầu vô, các bạn coi một con vi trùng trên chân mày của các bạn rớt vô vết mổ, nó sẽ nhân lên theo phương trình MOX. Ta hỏi MOX là sao? Giả sử như các bạn có 100 triệu, các bạn gửi ngân hàng với lãi suất là 1% mỗi tháng, thì hết tháng thứ nhất bạn sẽ có 100 triệu cộng với 1 triệu. Hết tháng thứ hai bạn sẽ có 100 triệu cộng với 1 triệu, cộng với 1 triệu, và 1 triệu này xin lời. Tới tháng thứ ba các bạn sẽ có 100 triệu cộng 1 triệu, cộng 1 triệu, cộng 1 triệu. 1 triệu này xin lời, và cái phần xin lời này xin lời, một phần này xin lời. Tới tháng thứ tư các bạn sẽ có 100 triệu cộng với 1 triệu, cộng với 1 triệu, cộng với 1 triệu, cộng với 1 triệu. Thằng này xin lời, thằng này xin lời, thằng này xin lời, thì cái thằng này, cái thằng con của này xin lời. Từ từ được chưa? Thằng này xin lời, thằng này xin lời, thằng con của này xin lời, thằng này xin lời. Ta tính từ được chưa? Vậy thì sau 6 tiếng hoặc phương trình này là phương trình của lãi suất ngân hàng với lãi suất 1% mỗi tháng, và mỗi tháng đều sinh lời. Con vi trùng thì mỗi một chu kỳ của nó là 13 phút. Như vậy cứ sau 13 phút là nó có hai con. Vậy sau 13 phút nữa nó sẽ nhân. Rồi sau 13 phút nữa nó nhân. Như vậy các bạn tưởng cứ 4 lần 12 phút là các bạn được nhân chưa? 5 lần, 6 lần, 5 lần, 5 lần 12 phút là 1 tiếng. Sau 1 tiếng là các bạn thấy nó nhân khủng khiếp chưa? Rồi sau 6 tiếng nó nhân đủ 10 mũ năm để gây nhiễm trùng trên một. Được chưa? Còn đối với nhiễm trùng bệnh viện, tại sao người ta không tính theo công thức này mà người ta lại tính theo công thức E mũi X trên 72 giờ? Vì định nghĩa nhiễm trùng bệnh viện là khi bệnh nhân vào viện 72 tiếng mới nhiễm cái con vi trùng có nguồn gốc từ trong bệnh viện, thì lúc đó mới bắt đầu tính phương trình E mũi X từ thời điểm đó. Do đó người ta định nghĩa nhiễm trùng bệnh viện phải tính theo MOX trên 72 giờ là như vậy, chứ không phải là MOX trên 6 giờ rồi tính cho tới 72 giờ, không phải, mà là MOX sau 72 giờ mới tính theo 6 giờ. Và câu hỏi khó là tại sao là 6 giờ mà không phải là 5 giờ hay 7 giờ? Đây là câu hỏi khó. Như vậy bạn nào làm cái brainstorm là tại sao chuẩn nhiễm trùng là 6 giờ, từ một vết thương sạch biến thành vết thương nhiễm sau 6 giờ. Để đi à? Rồi, cho đến đây.